Xin kính chào quý vị và khán giả đã đến với tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và tâm điểm ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đảm bảo quyền lợi về thuốc bảo hiểm y tế cho người dân. Cải tiến hệ thống quản lý môi trường. Cần thay đổi cơ chế tài chính khoa học. Ứng dụng công nghệ cao mở ra những hướng đi mới cho ngành lâm nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho phép các cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế giống nhau thay vì phân cấp như hiện tại. Đây là quy định mới trong thông tư 37 hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Thông tư này được Bộ Y tế ban hành vào ngày 16 tháng 11, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo Thạc sĩ Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, thuốc luôn là cấu phần quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí khám chữa bệnh. Hiện nay, danh mục thuốc và quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đang được thực hiện theo thông tư số 20/2022, nhưng có một số vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 37 nhằm gỡ khó cho các bệnh viện, thuận tiện cho người bệnh. Thông tư mới cũng bổ sung quy định về hướng dẫn thanh toán thuốc tại trạm y tế xã đối với người bệnh mạn tính hoặc thuốc chữa bệnh mạn tính khi người bệnh điều trị nội trú bệnh lý khác. Trường hợp đặc biệt hoặc có thiên tai, chiến tranh, thảm họa, bệnh nhân cũng được linh hoạt thanh toán bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đánh giá các quy định mới này đang tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh được chi trả những chi phí thuốc mà trước kia chưa được thanh toán. Thưa quý vị, áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14001 giúp nâng cao năng lực quản lý môi trường được triển khai trong toàn doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 14001-2015 về hệ thống quản lý môi trường là một trong những cách tiếp cận có hệ thống đến quản lý môi trường, có thể cung cấp cho cấp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp cho sự phát triển bền vững. Hệ thống này quy định cho phép một tổ chức, doanh nghiệp đạt được các kết quả dự kiến đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác không có ý định dùng để tăng hoặc thay đổi yêu cầu pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp. Có tất cả 4 bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001. Việc áp dụng ISO 14001-2015 giúp nâng cao năng lực quản lý các khía cạnh môi trường thông qua các chương trình hành động vì môi trường được triển khai trong toàn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiểm soát tốt hơn các tình trạng khẩn cấp về môi trường của doanh nghiệp thông qua các thủ tục quản lý tình trạng khẩn cấp, tăng sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên vào quản lý môi trường, tiết kiệm chi phí về rác thải tái chế và tiêu thụ, tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới, quản lý các mối nguy về môi trường, đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường và quản lý kinh doanh, cung cấp lợi thế về tài chính và lợi thế cạnh tranh thông qua hiệu quả cải tiến và giảm chi phí. Thưa quý vị, cơ chế tài chính không phù hợp đang cản trở sự phát triển và làm giảm hiệu quả đầu tư của khoa học công nghệ, khiến chảy máu chất xám. Mới đây, tại hội thảo Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam nhưng vấn đề lý luận và thực tiễn, Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã nêu ra 3 điểm nghẽn chủ yếu của khoa học và công nghệ Việt Nam, bao gồm cơ chế tài chính, phương thức đầu tư và chính sách sử dụng cán bộ. Trong đó, cơ chế tài chính được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Ông nhấn mạnh, trình độ cán bộ khoa học Việt Nam đến nay hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên công nghệ số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc nếu khơi dậy được khát vọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ nghiên cứu, tin tưởng và trao cho họ quyền tự chủ cao nhất để đổi mới sáng tạo. Khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của mọi quốc gia. Vì vậy, ông cho rằng, cơ chế tài chính không phù hợp đang cản trở sự phát triển và làm giảm hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ, làm nản lòng những người làm khoa học, chảy máu chất xám sang khu vực tư nhân và ra nước ngoài. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số. Nếu đổi mới được cơ chế tài chính, các điểm nghẽn khác như phương thức đầu tư, chính sách sử dụng cán bộ cũng sẽ được tháo gỡ khi đồng bộ hóa các quy định pháp luật có liên quan. Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp giúp truy xuất nguồn gốc, định vị nguyên liệu, đo khả năng hấp thụ carbon, bụi mịn trong từng loại cây.
Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng, đặc biệt trong khâu giống, là yêu cầu cấp thiết của ngành lâm nghiệp. Cụ thể, các quá trình sản xuất lâm nghiệp có thể tự động hóa ở nhiều khâu, qua đó giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí. Sử dụng công nghệ cao đã hỗ trợ công khai, minh bạch hóa quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc, công khai quy trình công nghệ áp dụng, tiêu chuẩn chất lượng đạt được, thông qua điện thoại thông minh kết nối với các thiết bị trợ giúp khác, giúp doanh nghiệp dự tính, dự báo các rủi ro thiên tai như sạt lở đất, nạn chặt phá rừng, bảo tồn động vật quý hiếm, truy xuất nguồn gốc gỗ, theo dõi tăng trưởng của cây lâm lâm nghiệp. Theo báo cáo của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, được triển khai nghiên cứu và phát triển từ năm 2017, hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp Việt Nam, hệ thống IT Wood, là ứng dụng công nghệ số để tổ chức và phát triển chuỗi cung gỗ hợp pháp và truy xuất nguồn gốc, góp phần minh bạch thông tin nguồn gỗ hợp pháp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, cấp và quản lý mã số vùng trồng rừng nguyên liệu, hỗ trợ quản lý, chữa cháy rừng và chứng nhận tín chỉ carbon rừng. Hiện nay, đã có 5 tỉnh gồm Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái đã thực hiện thí điểm thông qua hệ thống IT Good nhằm tạo ra những bước đột phá đầu tiên để tạo lập vùng trồng rừng nguyên liệu có mã số nhằm tổ chức chuỗi cung gỗ hợp pháp và truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu của những thị trường xuất khẩu gỗ và sản xuất gỗ trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau 4 tháng, đã có 3 trên 5 tỉnh cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu cho 1.500 chủ rừng với 3.350 hectare được cấp giấy chứng nhận. Đến nay, diện tích đăng ký cấp mã số trồng rừng nguyên liệu thông qua hệ thống IT Good trên cả nước đã lên đến 67.000 hectare. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214, ngõ 22, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!